Có cái việc này để em muốn tư vấn cho các bác này. Thật ra thì có rất là nhiều những cái loại cây mình có thể trồng được ở trong công trình lăng mộ. Nhưng các bác phải nhớ rằng là trồng ở vị trí nào và trồng như thế nào nó mới là cái câu chuyện quan trọng. Khi mà các bác trồng những cái cây ở trong công trình lăng mộ này thì các bác phải lưu ý là thứ nhất là mình phải trồng đúng cái vị trí, tức là đúng quy hoạch. Nhưng mà cái điều cơ bản này mới là cái phần quan trọng này. Tức là khi mà các bác xây cái phần âm ở phía bên dưới ấy, thì các bác phải xây những cái hố, phải xây những cái bồn cho nó chắc để nó đảm bảo rằng sau này khi những cái cây nó phát triển lên ấy, thì cái rễ của nó không đâm ra, tức là nó sẽ không ăn rộng ra để ảnh hưởng vào những cái phần mộ ở trong công trình đó. Tránh cái trường hợp là khi mà mình trồng cây mình không làm cái phần hố ở bên dưới chắc ấy, thì sau này khi mà cái cây rễ nó phát triển mạnh lên thì nó sẽ đâm vào những cái phần mộ, khi đó thì rất là nguy hiểm. Thế nên là các bác trồng cây thứ nhất là nó phải đúng vị trí quy hoạch, thứ hai nữa là cái phần ở bên dưới là mình phải xây cái hố, mình phải xây cái bồn cho nó chắc để đảm bảo rằng cái rễ của nó không đâm ra. Thì đấy là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Còn quay trở lại cái câu chuyện là trồng cây gì thì có rất là nhiều cây, ví dụ như cây đại này, cây tùng này, hay là vạn tuế này, mai vạn phúc, hoa mẫu đơn, có nhiều lắm. Nhưng mà các bác nên ưu tiên những cây là cây rễ chùm và những cái cây mà nó có cái sự phát triển là nó vừa thôi. Tránh những cái cây rễ cọc và nó có cái tốc độ phát triển quá nhanh. Còn trong một cái công trình lăng mộ thì khi mà các bác làm xong tất cả những cái hạng mục, ví dụ như là đối với lại những công trình lăng mộ đá thì khi mà những cái hạng mục chính như lăng thờ này, tường bao quanh này, cổng này, bình phong và các cái vị trí nào quy hoạch cho các cái phần mộ còn lại thì các bác nên lát sạch sẽ hết đi để tránh cái việc là cỏ mọc, rồi hai nữa là cái công trình của mình nó sạch sẽ, nó trang trọng hơn. Còn đối với lại những cái vị trí nào trồng cây là mình cũng có cái quy hoạch ngay từ ban đầu thì sau này công trình của mình nó tổng thể hơn, nó hài hòa hơn. Thì đó là một số những cái chia sẻ của em về cái việc mà trồng cây trong các cái công trình lăng mộ. Và nếu như quý vị và các bạn muốn tìm hiểu thêm về việc xây dựng những cái công trình lăng mộ, đặc biệt là những công trình lăng mộ đá, thì quý vị và các bạn có thể gọi điện cho em theo số điện thoại ở trên màn hình. Em sẽ tư vấn giúp quý vị và các bạn để làm sao mình xây dựng được những cái công trình lăng mộ nó ý nghĩa nhất. Và xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.